Chào cả nhà đã quay trở lại kênh Biết Quê Miền Tây. Hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà món bánh lọt lá dứa vừa thanh mát và vừa giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Với cách làm này, chúng ta không cần khuôn ép hay hàn the, và cách khắc phục nguyên nhân làm sợ bánh lọt không thành công. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng vào bếp làm món bánh lọt này với mình nha. Để làm món này thì mình cần chuẩn bị 300g bột năng, 100g bột gạo, 350ml nước lá dứa, một chút xíu muối, 200g đường thốt nốt và cuối cùng là nước cốt dừa. Đầu tiên thì mình sẽ đi chọn phần bột trước. Mình cho 300g bột năng vào thao cùng với một ít muối cho có vị đậm đà. Rồi mình cho từ từ phần nước lá dứa vào. Nước lá dứa này mình đã nấu sôi lên rồi nha các bạn. Với cách làm này, mình phải dùng nước sôi để bột được mịn dẻo nha. Mình trộn cho bột thấm đều nước lá dứa, rồi mình sẽ cho 100g bột gạo vào. Rồi mình sẽ cho hết phần lá dứa còn lại vào và chuẩn bị rửa tay thật sạch, bắt đầu nhồi bột bằng tay. Nếu các bạn thích sợi bánh lọt của mình trong và dai hơn thì mình sử dụng hoàn toàn là 400g bột năng, không cần sử dụng thêm bột gạo. Có nhiều bạn làm bánh lọt chưa thành công vì bột lúc này chưa được dẻo, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để khắc phục tình trạng này ha. Bột mình bắt lên khô và nứt gãy như vậy nè các bạn là mình chưa làm bánh lọt được đâu. Mình đặt chảo lên bếp rồi cho phần bột này vào chảo. Mình cho vào thêm một ít nước để cho bột mềm ra ha. Rồi mình trộn cho phần bột này đều lên. Rồi sau đó mình bật lửa thật nhỏ cho chảo hơi ấm thôi nha các bạn. Rồi mình dùng sạng xên đều bột như mình vậy nè. Mình xên một lúc thì bột sạch lại. Mình cố gắng vệt bột thật đều để cho bột được chín đều bên trong. Đây cũng là một cách lấy chùm bột đó các bạn. Nếu bước đầu các bạn cho nước sôi vào mà bột không mịn dẻo thì các bạn làm thêm bước này để lấy chùm bột nha. Mình xên đến khi bột tạo thành một khối mịn dẻo như vậy nè các bạn thì mình tắt lửa. Mình cho bột ra thao để cho bột được nhanh nguội hơn nha. Lúc này bột đã hơi nguội thì mình tiếp tục dùng tay nhồi bột để cho bột mình được mịn dẻo. Lúc này bột của chúng ta không bị đứt khúc và rất dẻo, như vậy là đạt rồi đó các bạn. Mình áo một ít bột năng bên dưới để khi mình cán bột không bị dính. Rồi mình sẽ cho bột ra. Mình chia bột ra thành nhiều phần nhỏ để cán bánh cho dễ hơn ha. Tiếp theo mình sẽ cán cho bột mỏng ra. Sau khi đã cán mỏng xong, mình phủ lên một ít bột, rồi chồng những miếng bột này lại với nhau và bắt đầu cắt bánh lọt.
Mình phủ lên một ít bột cho bánh không dính vào với nhau. Rồi mình cắt hết phần bánh còn lại nha. Tiếp theo như vậy mình cắt hết phần bột còn lại. Như vậy là phần bánh lọt mình đã cắt xong rồi. Mình sẽ đi chuẩn bị nước để luộc bánh lọt ha. Khi nước sôi thì mình sẽ cho bánh lọt vào luộc. Mình cho mỗi lần một ít, cho từ từ để bánh lọt không dính vào nhau. Khi bánh lọt nổi lên trên mặt thì mình dùng đũa đảo nhẹ để cho bánh lọt không dính vào nhau. Rồi mình nấu bánh lọt khoảng 5 phút nữa cho bánh chín luôn nha các bạn. Sau 5 phút thì bánh lọt của mình đã chín rồi. Lúc trong nồi thì bánh lọt hơi đục, nhưng khi mình vớt lên là bánh lọt trong lại từ từ nè các bạn. Mình sẽ cho bánh lọt ra thau đá lạnh. Mình ngâm bánh lọt trong thau nước đá lạnh như vậy sẽ giúp bánh lọt dai giòn hơn. Tiếp theo như vậy mình luộc hết phần bánh lọt còn lại. Với cách làm này mình không dùng khuôn ép, nhưng sợ bánh lọt của chúng ta làm ra rất dẻo dai và ngon luôn đó các bạn. Các bạn hãy thử vào bếp làm món bánh lọt này để chiêu đãi cho cả gia đình mình nha. Như vậy là phần bánh lọt của mình đã xong rồi. Mình sẽ ngâm trong thau nước lạnh. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nước đường và nước cốt ăn kèm. Với phần nước đường thì mình cho vào nồi 200g đường thốt nốt và 200ml nước lọc. Rồi mình đem đi nấu cho phần đường này tan ra. Mình nấu với lửa vừa, vừa nấu vừa phấy đều. Với phần nước đường này, thường thì mọi người sử dụng đường cát, nhưng do mình làm ở nhà ăn, mình sử dụng đường thốt nốt cho thơm ha các bạn. Nước đường của mình nấu như vậy là được rồi nè các bạn. Để lúc mình để nguội, nước đường của mình sẽ đặt lại nữa. Mình sẽ tắt bếp và để phần nước đường này qua một bên. Rồi tiếp theo mình sẽ đi nấu phần nước cốt dừa. Mình cho vào nồi 300ml nước cốt dừa cùng với 2 muỗng canh đường. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì có thể cho đường thêm. Và một ít muối cho có vị đậm đà. Mình cho thêm vào đây một muỗng canh bột bắp để tạo độ sánh cho phần nước cốt của mình. Rồi mình phấy cho phần nước cốt này đều lên. Mình sẽ đem đi nấu cho sệt lại. Mình vừa nấu vừa phấy đều để tránh hỗn hợp bị dính đáy nồi. Mình nấu một lúc cho nước cốt hơi sệt lại thì mình sẽ tắt bếp luôn ha các bạn. Phần nước cốt của mình như vậy là được rồi nè các bạn. Mình sẽ đi múc bánh lọt ra và mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Phần bánh lọt này nè các bạn, mình đã ngâm trong thau nước đá và đã lạnh rồi. Mình sẽ cho ra chén và bắt đầu thưởng thức nha. Tiếp theo thì mình sẽ chan nước đường đã nấu khi nãy vào. Tùy theo các bạn thích ăn ngọt nhiều hay ít mà mình cho vào ha. Tiếp theo thì mình cho quà viên đá lạnh vào. Món này thì mình ăn lạnh mới ngon. Cuối cùng thì mình cho nước cốt vào. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Món bánh lọt của mình thì mềm dai, thơm mùi lá dứa cùng với nước đường ngọt thanh, kèm với vị béo của nước cốt dừa. Trong những ngày nắng nóng như vậy nè các bạn,
thì mình ăn một chén bánh lọt lá dứa vừa thanh mát mà lại còn giải nhiệt nữa. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Bếp quê miền Tây chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.